con đấy rồi á chị. À, được bằng đấy rồi. Chị bứt từ mấy giờ mà đã được bằng này rồi? Này chị bán bắt được một cân đấy chị Vân ơi. Bán 10.000 một con. Vâng. Nhiều nhưng mà trên cao quá nhỉ. Chưa đầy đâu chị ạ, thì bẻ thêm một ít nữa. Năm nào cũng sai cái quả ấy chị nhờ. Cái này đây. Chỗ này chị lấy em bao nhiêu? Bớt bớt cho em bọn em đi bán. Thì chị lấy 100 vừa bán vừa cho. Vâng. Em... Nếu mà bán chạy thì mấy bữa em lại vào vẽ. Vâng. Nhạt nhạt bảo ấy. Đâu là cái này.
nó ngon. Ai mua trứng gà đâu? Nó bị ít. Sao phải là trứng gà đi? Nhặt mấy quả cho nó được mười. Trứng gà sạch nhà nuôi giá từ 18.000 một trứng gà nào? Hết quần to rồi, đó là mấy cái quần thứ sai. Trứng trong nào? Ai mua trứng gà đây? Ai mua trứng gà nào? Một chục nào? Mua 10.000 bán 10.000 nhưng mà lãi ở cái YouTube đi. Ai mua trứng gà đây? Lãi ở cái video này. Ai mua trứng gà nào? Ai mua trứng gà đây? Ai gà sạch nhà nuôi giá từ 18.000 một chục nào. Nhấc cái đấy cân xong. Bán hả? Đây 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 đây, khó trời trời. Đấy, nhận vào cho đủ 4 cân đi. Nuôi giá từ 18.000 một chục nào. Ai mua trứng gà đây? Anh xuống anh lấy tạm ít lại chuồng đấy, được không? Tạm lấy chục con. Trứng gà sạch bán buôn bán lẻ đây. Nhưng mà bây giờ còn có xấu bán rẻ à? Trứng gà sạch nhà nuôi giá từ 18.000 một chục nào. Trứng gà sạch bán buôn bán lẻ đây. Ai mua trứng gà là giá từ 18.000 một chục nào. Ai mua trứng gà đây? Ai mua trứng gà nào? Không, không bán thử được không? Ai chị ăn thử thoải mái, con chị hỏi cho nó biết. Ai mua trứng gà đây? 3 cân có, gần 3 cân nữa. Trứng gà sạch bán buôn bán lẻ đây. Con nữ 100.000 đồng một chiếc. Cân mặt 10.000 đồng một chiếc. Nam tỉnh nữ 10.000 đồng một chiếc. Bán bán lẻ đây. 100.000 đồng một chiếc. Quá nào. Hết rồi. 8.000 một chục nào. Lấy 2 lớn rồi lấy 13.000 thôi. Về mà ăn con ạ. Con mà có bao nhiêu đấy hả? Ai mua trứng gà đây? Không nào. Ai mua bán? Không biết được. Trứng gà sạch nhà nuôi giá từ 18.000 một chục nào. Mấy bà ai mua trứng gà đây? Ai mua trứng gà nào? Trứng gà sạch bán buôn bán lẻ đây. Trứng gà sạch nhà nuôi giá từ 18.000 một chục nào. Trứng gà sạch nhà nuôi giá từ 18.000 một chục nào. Trứng gà sạch nhà nuôi giá từ 18.000 một chục nào. Ai mua cái bán đất thôi. Bán lẻ đây. Con cháu soi bằng cái chai. Trứng gà sạch nhà nuôi giá từ 18.000 một chục gà đi. Ai mua trứng gà nào? Mặt 10.000 đồng một chiếc. Cắt tắm to, cắt tắm nhỏ 15, 20, 30 và 40.000 đồng. Bán dài đánh răng 50 đồng một chiếc. Thanh lý xà rồi giảm giá cho bà con cô bác. Xịt bằng 40.000 đồng. Bán chải đánh răng. Xịt xà rồi giảm giá cho bà con cô bác. Xịt nam, xịt nữ 10.000 đồng một chiếc. Áo con nữ 100.000 đồng một chiếc. Nam, xịt nữ 10.000 đồng một chiếc. Áo con nữ 100.000 đồng một chiếc. Xịt xà rồi giảm giá cho bà con cô bác. Xịt nam, xịt nữ 10.000 đồng một chiếc.
10.000 đồng một chiếc. Khăn tắm to, khăn tắm nhỏ 15, 20, 30 và 40 đồng. Bàn chải đánh răng Hàn Quốc 50 đồng một chiếc. Bàn chải đánh răng Gaga tác động kép than hoạt tính 10 đồng một cái. Khăn tắm to, khăn tắm nhỏ 15, 20, 30 và 40 đồng. Bàn chải đánh răng Hàn Quốc 50 đồng một chiếc. Bàn chải đánh răng Gaga tác động kép than hoạt tính 10 đồng một cái. Thank you.